Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ làm món khô bò mọi người ơi. Tết nào mình cũng làm khô bò hết á. Nên là dù là Tết này trên đất Mỹ nhưng mà mình vẫn tiếp tục làm. Làm để mà nhậu chứ. Tết đối với mình nó thiếu bánh chưng cũng được nhưng mà không thể nào mà thiếu thịt khô bò được. Lúc nãy mình ra chợ này, mình có mua được nguyên một miếng thịt bò này luôn, có thớ dọc luôn này mọi người. Đó. Đây giá của nó là 10 đồng 59. Để mình thái như này này, nhẹ nhàng từ từ thôi. Thì mình thích ăn miếng như thế này và nó mỏng, chứ mình không thích ăn miếng dày. Đây. Đó. Hấp dẫn ha. Đó. Không biết là nhà bạn nào có làm mà khô bò trong ngày Tết này hay không ha. Chia sẻ nhé cái công thức làm của mỗi người cho mình biết với nha. Mình thì trước giờ mình chỉ làm cái công thức này thôi, mình thấy ăn rất là ngon. Đó. Hay là mình cũng chưa thử các cái công thức khác. Mình cứ tiếp tục thái vậy thôi. Thái cho khi nào mà hết cái miếng thịt bự chả bá này là được. Mình phải thái cho nó thật khéo léo. Giờ thì mình sẽ tiến hành làm cái hỗn hợp ướp thịt bò nha mọi người. Tiên thì mình cho sả vào. Sả thì mình cái phần cuối á, thì mình cắt cắt như thế này, cắt sợi như này. Còn phần đầu của nó thì mình cắt như thế này, mình băm nhỏ đó. Và đây là gừng. Tiếp theo là mình sẽ cho tỏi vào. Sả này, gừng này, tỏi này. Mình cho gia vị nấu bò kho vào. Bạn nào mà hỏi về công thức á, thì mình cũng xin thưa là mình không có nấu ăn, không có một cái công thức nhất định nào hết. Mình cứ áng chừng. Nấu món gì cũng vậy á. Tiếp theo thì mình sẽ cho ngũ vị hương vào. Đó, mình áng như vậy đó. Mình biết được là mình cần bao nhiêu lượng bao nhiêu á, nên là mình không có cần cái công thức tỷ lệ nhất định. Tiếp theo là sẽ cho hạt nêm một xíu thôi, cho thêm bột ngọt cũng một xíu thôi. Tiếp theo là dầu hào, không thể nào mà thiếu dầu hào được. Mình cho một xíu nước mắm, một muỗng canh đường. Theo mình cho hạt tiêu vào. Mình đặc biệt là rất thích ăn hạt tiêu nha. Cái mùi của hạt tiêu á, nó làm mình thấy cái món ăn nó thơm hơn, nên là mình cho khá là nhiều hạt tiêu vào. Khô bò mà thiếu ớt cay đúng thật là không phải là món khô bò luôn. Đối với mình thì mình cho khá là nhiều ớt cay vào. Đó, ớt bột á mọi người. Cay xé lưỡi luôn. Đây, ớt bột mình dùng loại này này. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột nghệ vào. Và cuối cùng thì mình sẽ cho màu điều vào nha. Hay màu điều một muỗng thôi. Mình trộn cái hỗn hợp này lên. Đây, mình trộn xong cái hỗn hợp này đây rồi. Nó phải sệt 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 như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ cho thịt vào và mình ướp thôi. Cho từng miếng vào như này này. Mình ướp từng miếng một. Là miếng thịt sau khi được ướp này mọi người. Là dung nhan miếng thịt bò sau khi đã được ướp. Thì mình sẽ đậy nắp lại. Và mình sẽ cho vào tủ lạnh để mình ướp qua đêm khoảng tầm 8 đến 10 tiếng. Sau khi mình đã bỏ qua một đêm khoảng tầm 10 tiếng á, thì nước nó đã chảy ra như này rồi nè. Đó, nó ngấm rồi đó. Mình cho lên chảo như này để cho nó khô một xíu. Rồi mình sẽ cho vào lò nướng sau. Xếp thịt vào lò như thế này. Cái nhiệt độ là 110 độ C. Để hờ như thế này, không có đậy kín lại, sợ nó có hơi á. Thôi mình để như thế này hờ hờ thôi. Khoảng tầm 10 phút một lần thì mình sẽ trở trở cái miếng thịt lại
cho nó khô đều và di chuyển những cái miếng thịt ở ngoài này vào bên trong, những miếng thịt bên trong ra ngoài. Còn cái hỗn hợp này thì mình sẽ cho lên miếng thịt để nó sấy cùng luôn. Mình đã nướng xong nguyên một mâm khô bò đây rồi. Đây có hai miếng chanh đây nữa. Hé ra cho mọi người coi nè. Đó. Hấp dẫn không? Thử đi anh. From my bacon or beef jerky. Đây, nó khô mà nó dai nữa chứ. Anh thử. Nó cay cay. Thơm thơm. Better than you can buy. It's cheap. Mua về làm này rất là rẻ. Ở ngoài á, tụi mình mua khoảng tầm 3 miếng như thế này, người ta đóng trong gói là đã 7 đô rồi. Mà tầng này mình mua có 10 đô thịt bò, xong mình về mình làm mà được khoảng tầm, nếu mà đóng gói như người ta bán á, là khoảng được 6 gói. Quá đã cho một cuộc tình luôn. It's kind of a American style and Vietnamese style. We like our beef jerky kind of dry like this. Mình cũng thích ăn nó khô như thế này nè. Cái miếng thịt nè. Cái miếng thịt nó khô và cái độ dai của nó là mình thích cái kiểu này hơn. Và nó có cái màu đen đen sẫm như này. Nó giống như là những bạn nào mà ở ngoài miền Bắc á, mà Tây Bắc á, vùng Tây Bắc sẽ biết cái món là thịt trâu gác bếp. Đây, thì cái kiểu này nó y chang như là thịt trâu gác bếp luôn. Đó. It's really really good. Yeah. This remind me before when take holiday 2017. we sell beef. That was a buffalo. Yeah. We didn't sell beef, but we bought it. Yeah. We ended up eating it. Chỉ có những bạn nào mà theo dõi Facebook và fanpage của tụi mình á, thì có mình bữa hôm mình có đăng một cái status là có cái hình ảnh của ông Hút, ông đi bán thịt trâu gác bếp vào Tết năm 2017. Thì hồi đó là bọn mình đi lên Sapa chơi, thì nhân tiện đó là gần khoảng, mình nhớ là 26 Tết, thì bọn mình có vào bản làng và mua tận gốc cái lò mà người ta sấy thịt trâu gác bếp luôn á mọi người. Thì bữa đó là tụi mình kinh doanh mua quá trời luôn, mình mua hình như là khoảng tầm 20 ký trâu gác bếp, quá trời tiền luôn, và chở về thành phố Vinh để mà bán. Tuy nhiên nó thất bại, nó không có thành công, nhưng mà cũng là đó là một cái bài học, và đó là cái đồng tiền đầu tiên mà tụi mình kiếm được, mặc dù không được nhiều. Nói chung là nói chính xác ra là bị lỗ vốn một xíu. Tuy nhiên thì có thêm kinh nghiệm rồi, học hỏi. Thì ổng Hút là đó là cái nghề đầu tiên mà ổng làm ở Việt Nam. mình quên mình vắt thêm tí chanh vào chứ. Can you help me? Put lime on. Đó, mình phải vắt tí chanh chứ ha. Lúc nãy ăn mà quên phải vắt chanh này. Okay, that's enough. Cái món này ăn á là phải ăn với xoài xanh. Tết nhất lắm, ăn thịt này, ăn bánh chưng này, nó rất là ngán. Cho nên là Tết năm nào mình cũng làm khô bò và ăn xoài xanh như thế này. Tết là ăn trái cây này, khô bò này, uống coca này và ăn rau là tốt nhất. Còn ăn bánh chưng với lại thịt đó thì nó nhiều chất quá. Mình chấm với lại là muối ớt này. Muối ớt mình dạ ra này quá cay luôn. Chấm. I want you to try venison. Deer jerky. Deer jerky không? Yeah. We make jerky out of deer. Super sweet. Xoài Mexico này mọi người. Trái này nó không có chua.
Nó khá là ngọt. Nó giống xoài Thái. Really good. Mm. I tried a gyozoki one time in Dalat. Yeah? Yeah. They sell it in Dalat market. I wonder if it was deer. I don't know. I don't think that's deer. Yeah. But it's cheap. But they said that's deer. In Sapa, they sold beef, but they said it was deer, but it was actually beef. Yeah. And who knows? Like in my country, sometimes they sell beef, but actually that's just pork. Thì ở chỗ mình á, người ta nhiều khi người ta bán thịt bò, nhưng mà thực ra đó là thịt thịt heo mọi người, con heo nái mà con mà thịt heo nó già rồi á, thì nó có cái vị nó hơi giống với thịt bò, xong người ta tẩm màu cho giống thịt bò. Uống Coca. I'm surprised at how good the mango is. Not really your style, but it's good. It's good. Sweet. That's not green. Trà này rất là ngọt luôn á. Eat up, babe. What are you waiting on? Doesn't look like you've ate any beef. Looks like I ate it all. I'm good. It's really good though. I could sit here and eat it all. Easy. You know? Nguyên một mâm luôn. Cái này lâu lâu mà mình có thời gian mình làm á, mình làm thật nhiều xong mình bỏ vào một cái hộp, xong mình cho vào tủ lạnh mình ăn dần. Cái này làm cũng phải có thời gian nữa, nó hơi lâu công một xíu. Lâu công nhất là cái đoạn mà cái khâu mà mình sấy nó lên á. Mango. Please. Thank you. Xoài này ngon thiệt á. Thỉnh thoảng mình mua đúng vậy, xoài nó cũng là loại này, Mexico này, nhưng mà nó chua. Thì nó tùy vào cây hay sao á. Còn trái này ngọt nè. Y như là xoài Thái á. Ngọt mà nó không có phải nó gọi là ngọt và giòn giòn giòn. Khá là ngon. Go ahead, babe. Eat the mango. Tasty. Super tasty. May I have a sip of your Coca-Cola? It's warm though, yeah. And do you like the Coca-Cola better here or at home? It's similar. Every country Coca-Cola has a different recipe though. Yeah? Really? I don't know, babe. It's different in every country. Not every country, but many. I prefer the Coca-Cola in Mexico. Better. And it comes, it's good. And it comes in glass, so it's really tasty. No aluminum taste, you know? You normally don't make it this dry. Yeah, but this time I want to make it like this. I want to make it like this. I like it better like this. Yeah. Ngày trước á, mình làm thì là mình làm cho chồng mình á, mình làm nó hơi ướt ướt một xíu, thì mình nghĩ là chồng mình sẽ thích ăn cái loại đó hơn. Mình nghĩ là chồng mình sẽ thích ăn mềm hơn. Nhưng mà sau này mình mới biết ra là mình mới nhận ra là ảnh khi mà ảnh ăn khô bò hoặc là khô heo hay là khô gì đó thì ảnh thích ăn thiệt là khô như thế này luôn, nên là mình mới làm như thế này và mình cũng thích ăn kiểu này mọi người. Mình thích ăn kiểu này hơn. Ở Việt Nam thì có trâu gác bếp, còn ở bếp nhà hút thì sẽ có món bò gác lò, tại vì là mình không
Mình không có bếp để mà gác, cho nên mình gác trong cái lò nướng, nên mình sẽ gọi là bò gác lò. Nên là cái món này sẽ là cái món có tên là bò gác lò nha mọi người. Thương hiệu của bà Hút nha. Bò Joking. gạt lô Yeah. Gác lò. gạt Bò. lô Bò gác lò. Bò, you à know what is bò mean, right? yeah Bò that mean beef. yeah I know but what does Gác lò. gạt lô So remember the buffalo before? mean That's name trâu gác bếp. gạt lô Trâu, trâu that's mean buffalo, okay? ok Trâu. trâu Gác bếp. trâu gạt bếp Yeah, bếp is the traditional kitchen in Vietnam. You know how they make Sure. it, right? They hang it. Yeah. So and then I said, so here we have bò gác lò, you know, different version. The beef hung on the lò, that's mean the oven. Yeah. Hang on the oven. Yeah. And it turned out like this. Yeah, it looks same, Yeah. but It's different. better. This is better. A lot better. Khô bò ngon, cực kỳ ngon luôn. Bò gác lò. Bò gác alo. Bò gác lò. Bò gác alo. Ok, thì mình cảm ơn các bạn đã coi cái video ngày hôm nay của tụi mình ăn món bò gác lò nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog ngày mai nha. Xin chào.